Vừa qua tại Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container, xe khách và ô tô con xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên khiến một người tử vong. Vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 8 tháng 7, xe khách dường nằm mang biển kiểm soát 43B 03751, chở khoảng 30 hành khách di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến đoạn qua xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên thì dừng lại trả hàng. Lúc này, ô tô con 4 chỗ mang biển kiểm soát 38A 06164 chạy tới để nhận hàng. và thời điểm hai phương tiện đang dừng bên quốc lộ 1A để giao nhận hàng, xe container mang biển kiểm soát 51C 63837 chạy cùng chiều từ phía sau, lao tới tông vào hai chiếc xe đang dừng. Sau cú va chạm, khiến xe khách và xe ô tô con 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đuôi, còn xe container bị mất lái lao tiếp vào vườn nhà dân bên đường. Phụ xe khách, là NDN, sinh năm 2000 quay Đà Nẵng bị xe container tông trúng, rơi xuống giếng nhà dân, tử vong tại chỗ. Một số hành khách trên xe khách cũng bị xây sát nhẹ. Nhận tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh nhanh chóng tới hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an Hà Tĩnh mới đưa được anh nợ lên khỏi miệng giếng những vụ tai nạn giao thông liên hoàn luôn để lại hiện trường tàn khốc và hậu quả nghiêm trọng mặc dù chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn người ngồi sau tay lái cần làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với những phương tiện phía trước để hạn chế tối đa những vụ tai nạn liên hoàn